phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà sư phụ lành thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, bài học hôm nay kinh Tương Ưng Chư Sanghita Nikaya, Tương Ưng Phạm Thiên, bài 4, kinh Phạm Thiên Bát Cá, cái nông của người giàu. Và chúng con thành kính cung thỉnh được và thượng về siêu từ bi giảng nhập của hội hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh và thượng ạ. Thưa quý vị, trong tám Phật lực cảm thắng, trong đó có một Phật lực về Đức Thế Tôn đã cảm thắng Phạm Thiên Bát Cá. Thì Phạm Thiên này có sự chấp thủ sai lầm, và khi Đức Thế Tôn Ngài biết như vậy, Ngài đã ngự trên cõi trời, cõi Phạm Thiên, để Ngài cảm hóa cái Phạm Thiên đó. Có chỗ ở trong kinh điển còn ghi rằng là khi mà Đức Thế Tôn về đi đến Ngài còn khởi lên cái tư tưởng để gọi chúng tinh văn đệ tử của Ngài đến và ở đây trong cái bài kinh này còn cho chúng ta một cái chi tiết khác và chỗ khác không có, đó chính là Phạm Thiên Bát Cá đã hỏi Đức Phật, Ngài có biết tiền nghiệp của ông ta hay không? Thì Đức Phật Ngài đã nhắc cho ông ta biết trong thời quá khứ ông ta đã như thế nào. Khi mà nhớ lại rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu tán thán Đức Phật. Thì ở đây đó, trong cái bài học này, một là nhắc đến một nhân vật trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã cảm hóa được. Thứ hai là những gì mà Đức Phật kể lại và Phạm Thiên Bát Cá đã xác nhận rằng trong quá khứ tiền thân Đức Phật và tiền thân Bát Cá đã có cái mối liên hệ để tạo nhiều cái công đức. Thì bây giờ
Xin mời cô Thu Nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng được giảng xương hôm nay thuyết giảng bài kinh này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, chúc chúng con thành kính tri ân hòa thượng từ xưa. Dạ con xin phép được đọc bài. Cái nông của người giàu, kinh Phạm Thiên Bát Cá, Bát Cá Brahmasutan. Cõi Phạm Thiên là cảnh giới của chúng sanh, nhờ năng lực của thiền chứng mà thọ sanh. Trong số những đặc điểm của những cõi Phạm Thiên, phải nói đến thọ mạng rất dài và sự thanh tịnh vì không hưởng ngũ dục. Điều này tự nhiên tạo ra kiến chấp nơi một số các vị Phạm Thiên về hai phạm trù, thượng đế và linh hồn. Một số sau khi sanh trở lại thân nhân loại, nhớ về kiếp Phạm Thiên, càng chấp thủ kiến chấp trên. Hiện tượng này được ghi rõ trong kinh Phạm Võng, Trường Bộ. Chúng sanh trong cõi vô dục giới thường mang hệ lụy của đắm nhiễm dục trần. Còn các Phạm Thiên trong các cõi thiền thường rơi vào ngã chấp. Cũng như trong thế giới loài người, kẻ nghèo thì có bệnh của kẻ người nghèo, mà người giàu cũng có bệnh nông của người giàu. Đó là lý do Đức Phật dạy tu tập tệ quán để xóa tan những mê chấp lầm lạc. Kinh văn, tôi được nghe như vậy. Một thuở Đức Thế Tôn ngự ở Sawatthi, chùa Kỳ Viên, ngôi Già Lam và ông Anathabindika dân cúng. Bây giờ Phạm Thiên Bát Cá có kiến chấp mê lầm. Đây là bất biến, đây là hằng hữu, đây là vĩnh cửu, đây là hoàn hảo, đây là bất động. Đây chính thật là không sanh, không già, không chết, không hoại diệt, không tập khởi, không có sự giải thoát hơn. Rồi Đức Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên Bát Cá, nhanh như người luyện tập thế hình, co duỗi cánh tay, Ngài biến mất ở Chetakwana Kỳ Viên và hiện ra ở Phạm Thiên Giới. Phạm Thiên Bát Cá thấy Thế Tôn từ xa đi đến liền nói, hãy đến đây Tôn giả, chào mừng Tôn giả. Đã lâu Tôn giả mới tạo cơ duyên đến đây. Đây là bất biến, đây là hằng hữu, đây là vĩnh cửu, đây là hoàn hảo, đây là bất động. Đây chính thật là không sanh, không già, không chết, không hoại diệt, không tập khởi, không có sự giải thoát cao hơn. Nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Phạm Thiên Bát Cá, Phạm Thiên Bát Cá, ngươi quả thật bao phủ bởi vô minh, Phạm Thiên Bát Cá, ngươi quả là không hiểu biết. Cái biến đổi cho là bất biến, cái chuyển dịch cho là hằng hữu, cái có chung cuộc cho vĩnh cửu, cái bất hoàn cho là hoàn hảo, cái bị hư hoại cho là bất động, bị sanh, già, chết, hoại diệt, tập khởi, chi phối cho rằng đây chính thật là không sanh, không già, không chết, không hoại diệt, không tập khởi. Trong lúc có cái khác cao hơn thì cho là không có sự giải thoát nào cao hơn. Bát Cá, Tôn giả Gotama, chúng ta tạo công đức 72 phước hạnh nên giờ đầy quyền lực, vượt khỏi sanh và già, toàn tri thân tối hậu, bao người mong được vậy. Thế Tôn, kiếp sống ngắn không dài, Bát Cá nghĩ trường thọ, hỏi Phạm Thiên ta biết, ông sống thêm 100,000. Ní Ráp Tú Đa Ná, Bát Cá, bạch Thế Tôn Ngài nói, Ngài bậc vô biên trí, bắt sanh già khầu não, vậy xưa con là ai, có những hạnh nguyện gì, xin nói để con hiểu. Thế Tôn, kiếp xưa ngươi cho nước, đến người bị nóng khát, hạnh nguyện ngươi đã làm, ta nhớ như thức giấc. Bên bờ sông Sơn Dương, cứu người bị bắt giữ, hạnh nguyện ngươi đã làm, ta nhớ như thức giấc. Xưa thuyền giữa sông Hàn bị mãng xà tấn công vì muốn ăn thịt người, ngươi can đảm cứu nguy, hạnh nguyện ngươi đã làm, ta nhớ như thức giấc. Ta xưa tên Cấp Bá là học trò của ngươi, ngươi hung đúc trí đức, hạnh nguyện ngươi đã làm, ta nhớ như thức giấc. Bát Cá, Ngài thật biết đời con, tường tri nhiều người khác. Thích Văn, Giá Trá Hí Na Má Á Ních Trăng Dê Quá Sá Ma Năng Ních Trăng Chí Quá Khá Trí.
cái biến đổi cho là bất biến. Á chú quan dê quá sáng mà năng chú quan trí quốc khát trí, cái chuyển dịch cho là hàng hữu. Á sát sát tăng dê quá sáng mà năng sát sát tăng trí quốc khát trí, cái có chung cuộc cho là vĩnh cửu. Á kê quá lăng dê quá sáng mà năng kê quá lăng trí quốc khát trí, cái bất toàn cho là toàn hoàn hảo. Chá quán á thăm măng dê quá sáng mà năng á chá quán Achawana tham man ti wak ka ti, cái bị hư hoại cho là bất động. Yatka chapana chayati, cha chi yati, cha ni yati, cha chawati, cha upapat chati cha, an cha tatha wak ka ti, idam hi. Idam hi na cha yati, na chi yati, na mi yati, na chawati, na upapat chati. Vì sanh, già, chết, ngoại diệt, tập khởi, chi phối, cho rằng đây chính thật là không sanh, không già, không chết, không hoại diệt, không tập khởi. Sanh tăng cháp, banan nhằm, uttari nisaranang, nathan nhằm, uttari nisaranang, trí quát khát trí, quát khát trí trí. Trong lúc có sự giải thoát cao hơn, thì cho là không có sự giải thoát nào cao hơn. Tức nghĩa, câu chuyện Đức Phật độ Phạm Thiên Bát Cá cũng được ghi lại trong Kinh Phạm Thiên Mời Thỉnh Trung Bộ, bài kinh số 49, với nhiều chi tiết khác biệt. Theo một số các học giả thì có thể do tên gọi Bát Cá mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo sứ giải kinh Ramanimantanika Sutta, chữ Bát Cá là một từ kép của hai từ Phá Hóa và Sakkaya, có nghĩa là ngã kiến, chấp kiến tự ngã, là điều thường xảy ra đối với các vị phạm thiên sắc giới vì thọ mạng dài và thanh tịnh của thiền định. Bát Cá cũng có nghĩa là con sứa trong văn học Vệ Đà. Con sứa tượng trưng cho sự xảo quyệt, ở đây chỉ cho tâm thái lộng giả thành chân. Bát Cá cũng có thể là tên riêng của một chúng sanh. Như vậy, rất có thể là không phải chỉ có một phạm thiên được biết với tên Bát Cá. Theo sứ giải, khi Đức Phật dạy có thứ giải thoát cao hơn, chỉ cho những thiền chứng cao hơn sở đắc của Phạm Thiên Bát Cá và đạo quả Niết Bàn. Theo sứ giải thì vị Phạm Thiên này từ thân nhân loại, chứng thiền sanh về cõi tứ thiền quảng quả, nghê hấp phá lá với tuổi thọ 500 đại kiếp, rồi sanh xuống cõi tâm thiền biến tịnh thiên, xứ phá kim há với tuổi thọ 64 đại kiếp. Sau đó sanh xuống cõi nhị thiền Quan Âm thiền A Phát Xá Ra với tuổi thọ 8 đại kiếp, lại sanh xuống cõi sơ thiền với tuổi thọ 1 đại kiếp, chính là kiếp gặp Phật. Cũng theo sớ giải, vị này ban đầu sanh lên cõi Phạm Thiên, còn nhớ túc nghiệp nhưng sống qua nhiều kiếp quá lâu nên ở Phạm Thiên giới nên không còn nhớ gì về thân nhân loại và khởi sanh thường kiến. Theo sớ giải, những con số được tính như sau. 1. Nirat Buddha bằng 20 Abbuddhas. 1. Abbuddhas bằng 10 triệu. Ninahutas. 1. Ninahutas bằng 10 triệu Nahutas. 1. Nahutas bằng 10 triệu Koti Bakoti. 1. Koti Bakoti bằng 10 triệu Bakoti. 1. Bakoti bằng 10 triệu bằng 10 triệu cô trí, 1 cô trí bằng 10 triệu năm. Theo số giải, con số 100.000 Nirat Buddha chỉ là tuổi thọ còn lại của một vị Phạm Thiên này, không phải là thọ mạng trọn kiếp. Câu Vasattati Gotama Bunyakamma, thưa tôn giả Gotama, chúng ta đã tạo 72 phước hạnh, không có chú thích trong số giải là gồm có những gì. Tuy nhiên, trong văn học Ấn, con số 72 thường là thành ngữ chỉ cho đủ mọi thứ. Thường là thành ngữ chỉ cho đủ mọi thứ cho mọi tình huống. Nói cách khác, hoàn cảnh nào cũng tạo phước được. Theo sớ giải, chữ Abhichat Banti có nghĩa lễ bái, còn mang ý nghĩa là mong mỏi đạt được. Bachanti, Bihanti.
Hàm ý là nhiều người lễ bái và mong cầu được vậy, được như vậy. Câu Watasi la watan tí quý chất tí si lăng ê quá được giải thích bao gồm nguyện quát tá phu tăng và giới hạnh si lá quát tâm, nên dịch chung là hạnh nguyện. Câu sút táp á bút thô quá anus xá ra mí, ta nhớ rõ như người chợt tỉnh giấc. Một thành ngữ mang ví dụ như người đang chiêm bao chợt tỉnh, còn nhớ rất rõ những gì trong giấc mộng. Do ẩn dịch do Tỳ Khưu Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng ạ. Alo. Dạ, con Pháp Đăng đến lễ Đức Phật, Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tề Tri và Đức Tề Đức, cùng với sư Nguyên Thông, cùng với Trăng, kính chào quý bài cô thủ nữ, thân chào quý Phật tử, kính đảnh lễ từ Minh Hạnh. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì có rất là nhiều những cái điều mà trong cái bài học này chúng ta cần tìm hiểu. Thì chúng ta biết rằng đối với một cái cảnh mà một cái cảnh giới phạm thiên, và cái cảnh giới phạm thiên á, thì một cái tuổi thọ cũng rất là lâu, nhưng mà cái vị phạm thiên bát khá này á, là một vị chứng được ngũ thiền ở trong cái thời kỳ rất là lâu. Trong cái thời kỳ chứng ngũ thiền đó, thì kiếp đó Đức Bồ Tát của Đức Phật của chúng ta đó lại là người đệ tử của cái vị đạo sĩ này. Và cái vị đạo sĩ này chứng được ngũ thiền đó, thì có một cái điểm cũng rất là đặc biệt. Mỗi khi mà nhập ngũ thiền, xả ngũ thiền, xuất ra ngũ thiền đó, thì vị đó hướng tâm coi có ai cần mình giúp đỡ không. Khi mà hướng tâm như vậy đó, thì vị đó thấy được những cái hiện tượng mà ở trong cái bài học này chúng ta thấy có những cái câu thơ đó. Có nghĩa là thấy được ở bến sông Hằng, chúng sanh nó đau khổ và cái vị đó cứu. Hoặc là thấy một số người ở sa mạc mà vị đó đã cứu giúp. Ở trong kinh đó thì chúng tôi nhớ là cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Ngộ Giác đó, thì Ngài có nói về cái vị đạo sĩ Bát Khá này khi mà nhập thiền, xả thiền ra đó. Thì vị đó chú nguyện coi có ai cần mình giúp không. Thì lúc bấy giờ đó có bốn cái chuyện lớn mà trong cái bài học này chúng ta thấy rằng kiếp xưa người người cho nước đó đến đến người bị nóng khát đó, hạnh nguyện ngươi đã làm ta nhớ như thức giấc. Thì ở cái chỗ này đó thì chúng tôi nhớ là Ngài Hòa Thượng Ngài có nói đó, cái nghĩa là 500 cái đoàn xe bị lạc trong sa mạc. Thì chúng ta thấy giống như Ấn Độ Quốc có cái sa mạc rất là to đó, cái sa mạc rất là to. Thì lúc bấy giờ 500 cái cổ xe đó đã lạc trong cái sa mạc này. Và chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện tiền thân về Đức Bồ Tát này, kể về những cái người họ nhìn sao, họ đi trong sa mạc, rồi có nhiều khi họ tức đêm rồi họ ngủ, rồi họ quên rồi những con bò nó đi rồi nó quay trở lại. Và những người đó nghĩ rằng một bữa nữa thì tới cái lãnh thổ, họ đổ nước đi, rồi họ chỉ để đủ
nước cho xe nó nhẹ rồi họ đi cho nó khỏe. Nhưng mà không ngờ khi mà họ đi đó thì họ lại ngủ quên. Rồi khi ngủ quên vậy con bò nó đi, nó không có theo đó mà nó đi hoành trở lại. Đi hoành trở lại, và khi mà mặt trời ló dạng mấy người thì giật mình nó thì thấy chết rồi. Cái nghĩa là bây giờ nó quay trở lại những cái dấu vết cũ, những cái đồ tu hủ mình bỏ đó, thì bây giờ lại thấy nó như vậy. Những người này biết rằng mình sẽ bị chết khác với cái nắng của sa mạc này. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà họ bị như vậy đó thì họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện có nghĩa là chúng ta thấy chúng sanh ai mà khổ thì mọi người đều cầu nguyện. Thì mình cầu nguyện cái gì? Ví dụ một người mà họ thờ ai đó, họ cầu nguyện cái người đó, mong cái người đó giúp mình. Thì lúc bây giờ vị Phạm Thiên Bát Khá đó đã nghe được sự mong mỏi của họ. Và Phạm Thiên Bát Khá dạ con kính bạch với thượng tọa Pháp Đăng, thì chúng con đã hết nghe được tín hiệu của thượng tọa rồi ạ. Thì chúng con kính cung thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại ạ. Dạ con không thấy thượng tọa Pháp Đăng ở trong room, nó không biết là đường máy của sư cấp gì. Dạ chắc con cũng tin tưởng mọi thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính Đại Lê Chiêu Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là thượng tọa Pháp Đăng đang gặp trở ngại về đường truyền. Trong lúc thượng tọa trở vào thì chúng tôi xin được tiếp lời. Nếu khi nào chúng ta vào, quý vị Phật tử có nghĩ cho chúng tôi biết để cùng thỉnh chúng ta tiếp tục. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta khi đọc Hòa Trục Kinh Điển thì thường nghe nhiều đối với các vị trời qua ba cái qua ba cái chủng loại chúng ta gọi là chư thiên dục giới, mà thường đọc đó là chư thiên ma vương, tức là một cái hàng chúng sanh ở dục giới nhưng mà rất là nhiều uy lực, như chúng ta đọc ở trong Phạm Ác Ma đó. Và Phạm Thiên, Phạm Thiên tức là những vị mà sanh lên cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới, do cái năng lực của thiền chứng. Các vị có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền sắc giới, hay hoặc giả là cao hơn là những thiền vô sắc. Đặc biệt là những cái vị Phạm Thiên này đó, thì thưa quý vị, do các vị không có hưởng dục lạc mà chỉ sống bằng pháp hiểu của thiền định, nên cái thọ mạng rất là lâu dài. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là ở trong những gì mà chúng ta xài đó, nó có hai cái dạng, một là cơ khí, hai là điện tử. Và ngày xưa đó, trước khi chúng ta có điện tử, chúng ta xài cơ khí nhiều, và cơ khí thường là nó cồng kềnh, nó có nhiều chấn động và nó tạo ra, nó phải có nhiều cái bộ phận phải làm việc ăn khớp với nhau thì cái máy nó mới chạy. Và những cái máy mà chạy về cơ khí thì nó lại dễ bị mòn, dễ bị hư, dễ bị trục trặc và ồn ào. Về sau này thì
chúng ta có một cái điện tử. Điện tử đa phần là chạy qua những cái mạch điện, nhưng mà nó có những cái hiệu ứng cần thiết. Và cái gì thuộc về điện tử thường nó lại bền hơn là cái gì thuộc về cơ giới. Thì chúng sinh mà sanh trong cõi dục giới đó, thì chúng ta đó là sống ở trong cái cảnh giới của sắc thinh kiến vị xúc. Do đó chúng ta sử dụng rất nhiều các cái giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì chúng ta có 5 cái căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Và chúng sanh mà sống bằng 5 cái căn này đó, thì tuổi thọ nó không có bền, không có dài. Dĩ nhiên là quý Phật tử nói rằng mình thấy ở trên thế giới này có những người sống cả 70-80 tuổi, 100 tuổi là có, nhưng cái tuổi thật trên nó rất là ngắn so với những cái hiện tượng vật chất, hay là so với những chúng sanh mà sống không có dùng ngũ căn. Chúng ta tạm nói là nó giống như cái gì thuộc về cơ giới và cái gì thuộc về điện tử đó. Thì cái vị Phạm Thiên sống là do cái thiền định, do cái định lực, cái năng lực của thiền. Nên một cái đặc điểm là các vị Phạm Thiên tuổi thọ dài lắm. Dài là tính bằng kiếp của trái đất, gọi là một cái Maha Kappa, một cái đại kiếp, kiếp trái đất. Chúng tôi nhắc quý Phật tử là chúng tôi đang thay lời cho Thượng Tọa Pháp Đăng. Nếu khi nào mà Thượng Tọa Pháp Đăng trở vào các quý vị Phật tử hoan hỷ, đọc biết lên đến cho chúng tôi hay nha. Tại chúng tôi đang đi làm việc ở bên ngoài, thành ra chúng tôi không có đọc trên màn ảnh. Và nếu quý Phật tử mà thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vào mà lên tiếng, quý vị không biết cho chúng tôi biết. Thì nãy giờ chúng tôi muốn nói đến một cái đặc điểm của Phạm Thiên là sống rất lâu. Và do sống rất lâu á, nên chi có những trường hợp mà cái tầm nhìn của những vị này nó bị tầm nhìn của viên nó bị che phủ bởi cái thời gian quá dài. Và ở trong kinh Brahmacala Sutta, tức là kinh Phạm Võng đó, Đức Phật có kể về những vị Phạm Thiên. Họ sống rất lâu, nhưng mà họ khi họ sanh vào trong một cái cảnh giới Phạm Thiên đó, thì họ đã thấy có một vị đại Phạm Thiên đã có mặt ở trước đó rồi. Và khi mà hết tuổi thọ đó, thì cái vị Phạm Thiên kia vẫn còn khi mà họ mất đi. Khi mà họ sanh xuống làm người, họ nhớ lại đó, họ nghĩ rằng cái vị Phạm Thiên mà mình thấy lúc mình sanh ra thì vị đó đã có, và lúc mình chết vị đó vẫn còn. Thì như vậy là Thượng Đế. Như vậy Thượng Đế. Và một cái quan niệm khác ngoài cái quan niệm về Thượng Đế ra đó, thì có cái quan niệm về cái tự ngã hay về đại ngã. Đại ngã là Thượng Đế, và tự ngã là linh hồn. Dạ, có một cái bản ngã thường ngày. Cái bản ngã thường hàng này nó cũng đến là do cái tuổi thọ và cái sự thanh tịnh. Dạ. Tuổi thọ quá lâu, và cái sự thanh tịnh là vị này không có bị chi phối, dao động bởi sắc thinh khí vị xúc. Do đó vị này cảm nhận như là có cái gì đó nó trường cửu, nó hằng hữu, và vị này rơi vào trong một cái chấp kiến gọi là tự ngã thường tồn ở trường tồn. Thưa quý vị, chính do những cái thể nghiệm này nên khi một số các đạo sĩ chứng thiền rơi vào trong cái tình trạng là vị này nhớ lại cái tiền kiếp, và vị này xác lập ra cái mà vị này ra đưa ra một điều rằng chính tự vị đó tự biết là có một thứ gọi là bản ngã, là linh hồn, là Thượng Đế và linh hồn. Vị đó biết chắc chắn như vậy. Này nó đã ảnh hưởng đến đại khối của nhân loại. Khi mà có những người khởi lòng tin ở các vị đạo sĩ và biết các đại sĩ có quyền thuật
có thiền chứng và các đại sĩ sắc chứng như vậy thì những chúng sanh tin theo. Và kết quả là chúng ta có nhiều cái đạo giáo mà có cái kiến chấp về thượng đế và linh hồn. Thì thưa quý vị, chúng ta nói như vậy là cái biết của chúng ta phần lớn nó mang cái tính cách là đại loại, chứ chúng ta không có biết một cách chân thực trong cái thế giới vĩ mô. Thí dụ như là tuần trước đây có một Phật tử, họ mang cho chúng tôi một chỗ môn giấy để ngay ở phía trước cái nội viên của chùa, trước phòng của chúng tôi. Và nếu có vị nào gọi điện thoại hỏi chúng tôi một câu là tuần trước chỗ môn giấy thấy ở đó, bây giờ còn không xem, thì thiếu vị trong cái nhìn thường thức thì chúng tôi trả lời rằng vẫn còn đó, dạ, vẫn còn đó, vẫn như vậy, dạ, vẫn còn đó, tức là không có mất. Nhưng mà khi mà mình nói vẫn còn đó đó, đó là cái nhìn theo thường thức, cái nói theo thường thức. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là cái độ môn giấy không có thay đổi. Có những cái cành nhánh đã mọc thêm, có những chiếc lá đã rơi rụng, có những thay đổi ở trong cái cây. Mà khi chúng ta nói, chúng ta nhìn, chúng ta cảm nhận, vì cái yếu tố thời gian nó quá chậm và nó quá tế nhị, chúng ta không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì thấy như vậy là cây á, có nở hoa, có lá vàng, cây thì có lớn lên và cây có thay đổi. Những thay đổi đó nó có thể đến rất chậm, và cái quá chậm này nó khiến cho chúng ta cảm như là bất động. Không nào quý vị thử đứng trước một cái cây, nhìn chăm chăm vào cây 15 phút, chúng ta thấy rằng nó không có gì thay đổi, nó không có gì thay đổi. Và với một đứa trẻ ngây thơ thì hỏi rằng cái cây có thay đổi gì không? Không con, không. Nãy giờ con đứng cả tiếng hồ, thậm chí cả 2-3 ngày nó cũng không thay đổi. Nhưng mà kỳ thật ở trong từng giây cái cây có thay đổi. Để biết về cái thay đổi của cái cây đó, chúng ta cần có một sự quan sát tinh tế hơn của phòng bác, quan sát tinh tế nó cho khoa học. Từng cái tế bào đã chuyển dịch từ cái sự thay đổi ngay cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ở trong khoảnh khắc. Bởi vì nó có sự thay đổi nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng cái cây nó mới lớn lên, nó có thay đổi, nó mới đơm hoa kết trái, nó có thay đổi, nó mới đi đến chỗ già cỗi, nó có sự thay đổi mới có lá rụng. Nhưng mà nhất thời chúng ta không thấy, bởi vì cái không thấy đó đó do cái nguyên nhân là thời gian trôi qua mà dường như dừng lại, chúng ta không thấy được cái thời gian trôi qua và cảm nhận như là thời gian dừng lại, nhưng mà kỳ thực thời gian luôn trôi qua. Thì thưa quý vị, chư vị phạm thiên đó thường rơi vào trong kiến chấp, và ở tại đây đó thì như chúng tôi nói rằng bài kinh này đó, đưa ra một cái một điểm mà khiến cho chúng tôi phải mất thời giờ để tra cứu. Thật ra bài kinh này chúng tôi soạn cho quý vị, chúng tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ, bởi vì lý do như vậy là có một bài kinh khác tên là Phạm Thiên Thỉnh Kinh, Phạm Thiên Mời Thỉnh, hay là Phạm Thiên Thỉnh Thỉnh Cầu. Quý vị là trung bộ á, trang số bài kinh số 49, bài kinh Phạm Thiên Thỉnh Cầu, thì ở trong đó cũng đề cập đến Phạm Thiên Bát Cát. Nhưng mà câu chuyện xảy ra không phải là ở tại Chi Đức Tô và Chi Ta Văn Á, mà Tiếng Thi Tôn ở nơi khác. Thì như vậy, chúng ta có bài kinh này và bài kinh đó, đó cái duyên sự nó cũng khác nhau, và cái nội dung cũng khác nhau, đều nói Phật Thiên Bát Cá. Và vị nào mà đi chùa bên Nam Phong lâu á, quý vị thường đọc bài kinh gọi là Phật Lực Cảm Thắng, có 8 cái Phật Lực Cảm Thắng á, ở trong đó cảm thắng Phạm Thiên Bát Cát, thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Sự khác biệt dường như là Phạm Thiên Bát Cát ở trong trung bộ bài kinh 49 so với Phạm Thiên Bát Cát ở đây, nội dung nó khác hoàn toàn. Nội dung nó khác. Câu hỏi này đặt ra là tại sao cũng
Một sự kiện quan trọng là Đức Phật Ngài cảm hóa Phạm Thi Bát Cát. Một sự kiện quan trọng như vậy mà tới hai nội dung khác nhau. Thì thưa quý vị, chúng tôi mất một ít thì giờ để tra vào các cái bản sớ giải thì không thấy ghi. Nhưng mà các học giả đó, thì ở đây đó, họ chia ra làm, họ có đưa ra ba cái giả thuyết. Chúng ta dùng cái gì giả thuyết ở đây, tức là ba điều họ suy luận thôi. Chúng ta chỉ suy luận mà chúng ta không biết được. Thứ nhất là dựa trên bản sớ giải của kinh Căn Bản Pháp Môn, bản kinh số 1 của Trung Bộ á, thì cái chữ bát cá đó, nó gồm có chữ là chữ phá hóa. Phá hóa là hữu hay là tự thể. Còn cái chữ cá đó là tự sắc giá. Dạ, sắc giá là một cái tự thể. Dạ, một cái tự thể. Như vậy hai cái ghép lại nó thành ra là bát cá. Và chữ bát cá chỉ cho một chúng sanh có cái chấp về tự ngã, hay là có cái chấp về tự thể. Dạ, có cái chấp về tự thể gọi là bát cá. Thì như vậy trong trường hợp này, bát cá chỉ cho một hạng phạm thiên mà quá chấp vào tự ngã, linh hồn và thượng đế tự ngã và linh hồn, chứ không có chứ không phải là một tên riêng. Đây là tên riêng. Thì như vậy dựa trên cái lời giải đầu tiên về cái chữ bát cá đó, thì rất có thể là chúng ta không phải có một mà có nhiều phạm thiên bát cá. Mà quả thật là ở trong kinh đó, thì thường nói đến các vị phạm thiên do cái tuổi thọ và sự thanh tịnh của thiền định đó, các vị hay rơi vào cái chấp ngã. Chấp ngã ở đây là dạy cái đại ngã và tiểu ngã, thượng đế và linh hồn. Chấp ngã thành chữ bát cá, ở đây là phạm thiên chấp ngã. Như vậy cái chữ bát cá ở đây đó không hẳn là tên của một vị phạm thiên, mà nói chung là một vị phạm thiên chấp ngã. Chúng tôi nói như vậy thì do vậy có hai bài kinh được ghi nhận ở trong hai trường hợp khác nhau. Và rồi có một cái nghĩa khác ở trong cái điển chữ bát cá, nghĩa đen là con xéo. Nhưng mà trong Vedá đó thì chữ bát cá nghĩa đen là con xéo, nhưng mà nghĩa bóng chỉ cho một người á mà có những cái sự giảo biện, hay là có cái lý sự mà lý sự đó nó không có chân thật. Dạ, người nói bình thường thôi để sống chứ gọi là lẻo lự, hay là một người có cái giảo biện hay là ngụy biện á. Dạ, bát cá nghĩa đen đó là như vậy. Thì rõ ràng là trong nhiều kinh điển, ở trong nhiều bài kinh, đặc biệt là trong kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh đó, thì cái vị Phạm Thiên đó đã có nhiều cái cách để bạch với Đức Phật, để nói với Đức Phật về cái gọi là một cái sự thường hằng vĩnh cửu của tự ngã. Thành ra ở đây chữ ba cá dùng nghĩa đen là con xíu, nghĩa bóng là giảo biệt. Và thưa quý vị, có một cái ý nghĩa thứ ba là bát cá đơn giản là một tên người, tên nghi phạm thiên. Thì về điểm này là cách hiểu thường của chúng ta. Và với ba cách hiểu này đó, thì chúng ta không có được một sự xác định ở trong sớ giải. Và do vậy chúng ta chỉ ghi nhận như vậy là trong tám Phật lực cảm thắng thì có một Phật lực cảm thắng nói về Đức Phật cảm hóa Phạm Thiên Bát Cá. Nhưng mà trong hai bài kinh, một là bài kinh số 49 Phạm Thiên Cầu Thỉnh của Trung Bộ, bài kinh số 49 đó, và bài kinh này đó thì ghi lại hai sự kiện khác nhau. Và trong bài kinh kia thì Đức Phật lên cung trời với các đại đệ tử, rồi có xuất hiện của Ma Vương, và có những cái đàm luận nhiều hơn. Còn ở đây là chỉ nói đơn thuần là câu kệ thôi. Thật ra lý do tại sao chúng tôi phải trình bày hơi là dài dòng với quý Phật tử về cái thuật ngữ gọi là bát cá. Và bát cá là một tên riêng, bát cá chỉ cho con xéo
chỉ cho sĩ giáo giáo viên, khi bác cá chỉ cho một người chấp vào cái từ thường, quý vị nên đọc chú thích để biết rõ về điểm này. Thì thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đại phạm thiên giới đó, thì cái vị phạm thiên này đang ở trong cái kiếp phạm thiên, mà cái kiếp đó là cái kiếp kiếp được chúng ta gọi là kiếp ngắn nhất, là ban đầu vị này sanh lên gọi tứ thiền quả quả và tứ thiền quả quả, rồi sau đó sanh xuống cõi tâm thiền biến định, rồi sau đó sanh xuống cõi thiền nhị thiền hoa âm thiên, rồi cái kiếp mà hiện tại gặp Đức Phật á là vị đang ở sơ thiền. Dạ, tức là điều này có nghĩa là cái năng lực thiền định của vị này càng lúc càng thấp đi, là sau khi chết á không sanh lên mà sanh xuống, sau sanh sanh xuống từ tứ thiền tam thiền nhị thiền, và hiện tại là ở cõi sơ thiền. Và cái thời gian mà vị này còn sống ở trong cõi sơ thiền này đó, nó chỉ là thời gian ngắn, là 100 ngàn, nó một trăm ngàn apuda ahas, nhưng mà nó, nếu chúng ta đọc kỹ con số này thì nó lớn lắm, dài lắm á, dài dài dễ sợ lắm, chứ không hết. Dạ, nhưng mà đó là cái phần tuổi thọ còn lại. Thì điều này khiến cho vị phạm thiên này có một cái ảo tưởng về cuộc sống, và ảo tưởng cuộc sống chính ở đây là đây là bất biến, đây là vĩnh cửu, đây là bất động, vân vân. Dạ, ở đây không có sanh, không có già, không có chết, không có hoại diệt, không có tập khởi. Vị này có cái giác thủ như vậy. Và khi phạm thiên giác thủ như vậy thì Đức Thế Tôn bằng cái tâm của ngài, ngài đọc được cái tâm đó của phạm thiên, đọc suy nghĩ của phạm thiên, ngài đã xuất hiện ở tại phạm thiên giới. Và vì phạm thiên đó đã rất là lịch sự mời thỉnh Đức Thế Tôn đến, và rồi đã bạch với Đức Thế Tôn về cái sự vi diệu trong cái cảnh giới của mình. Và lúc bây giờ thì Đức Phật ngài mới cho vị phạm thiên thấy rằng vị này đang sống ở trong cái gọi là cái vô minh, ảo tưởng. Cái biến đổi thì cho là bất biến, cái có chung cuộc thì cho là tính hằng, cái bất toàn thì cho là hoàn hảo, cái mà có cái sự hư hoại thì cho rằng cái đó nó bất động, và cái có bị sanh già chết chi phối, bị hoại diệt tập khởi chi phối thì cho rằng không sinh không già không chết tập khởi. Và lúc bây giờ thì khi bị phạm thiên nghe Đức Phật ngài nói về tuổi thọ của mình, thì vị này mới cầu thỉnh Đức Phật cho biết về cái tiền thân. Dạ, tiền thân, cái mà vượt khỏi trí nhớ. Thì ở đây trong cái bản sớ giải đó thì cũng nói đến một điểm là vị phạm thiên này lúc mà từ cõi người sanh lên cõi trời quảng quả đó, thì nhớ rất rõ, dạ, nhớ rất rõ về cái kiếp xưa của mình. Nhưng mà từ cõi tứ thiền quảng quả sanh xuống cõi biến tịnh thiên tam thiền, từ biến thiên tam thiền sanh tới cõi quan âm thiên nhị thiền, quan thiên nhị thiền sanh xuống cõi sơ thiền ấy, thì do ở trong cõi phạm thiên quá lâu nên vị này đã mất hết những cái ký ức về quá khứ, dạ, quá khứ, những ký ức về quá khứ. Và do vậy thỉnh cầu Đức Phật, Đức Phật ngài đã khơi lại, dạ, ngài đã khơi lại. Thì trong này có một cái thành ngữ là đối với phạm thiên ấy, thì cái ký ức đã mờ nhạt không còn nhớ được nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì tại vì ngài là Phật, thành ngài nhớ rõ giống như người vừa thức giấc. Đây là một cái thành ngữ của người Ấn Độ, để họ ý họ muốn nói như vậy là mình đang nằm chi bao mà có chuyện gì làm cho mình giật mình. Thì tại vì cái lúc mà mình giật mình và lúc chi bao nó cách nhau quá ngắn, thành ra mình còn nhớ rõ lùng đục, nhớ rõ là lúc hồi nãy mình ngủ với nằm chi bao, mình thấy cái này thấy cái kia. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, cái giấc chiêm bao mà nó đi qua càng nhiều ngày càng lâu, thì
thì chúng ta cần quên ngoại trừ một vài điều rất đáng nhớ. Thường thường là chúng ta dễ quên chi bao lắm, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nhiều bây giờ, thành ra cái câu mà nhớ rõ như người vừa thức giấc á, là chỉ cho đối với Đức Phật, cho dù thời gian đó rất lâu, rất xa, rất là nhiều trăm ngàn đại kiếp, nhưng Ngài vẫn nhớ, nhớ rõ mùng một, không có một cái gì gọi là quên lãng đối với Ngài. Thì Ngài đã nhắc cho Phạm Thiên biết rằng vị này đã từng cho nước đến những người bị đói khát, và đã từng bên bờ sông cứu nguy cho những người bị một con rắn muốn ăn thịt người đó, muốn nhận tìm đào, và Ngài đã chiến đấu cả dũng cảm để cứu những vị này. Ngài đã từng thả những người bị bọn cướp bắt giữ, và Ngài đã cởi trói và giải thoát đi những người đó, vân vân. Ngài nhắc lại những điều này cho Phạm Thiên thấy. Và Ngài cũng cho biết là có một kiếp quá khứ xa xưa, Ngài có cái tên là Cáp Bá, và vị Phạm Thiên chính là thầy của mình. Và vị thầy này rất là thương quý mến học trò, đã đào tạo người học trò tất cả hai phương diện đức dục và trí dục, tức là về trí đức đều song toàn, đều vẹn toàn hết. Nên khi Ngài cũng nhắc lại điều đó, những lời nhắc này của Đức Phật đã cho vị Phạm Thiên nhận hiểu ra một cái lý lẽ trong cuộc sống, là ở trong đời này nó có một cái việc gọi là một cái dòng sanh diệt tiếp nối, có thể nó quá xưa quá xa, và cái xưa cái xa đó đôi lúc khiến cho chúng ta quên đi mình là ai và mình ở đâu. Đừng nói chi với những vị Phạm Thiên mà tuổi thọ rất lâu ngay trong cõi nhân gian này. Thưa quý vị, người ta nói có những trường hợp một người xuất thân từ cái gia cấp rất là nghèo, rồi sau đó vì lý do đưa đẩy họ lại giàu có, và khi họ giàu có thì họ lại khinh bỉ những người nghèo khác, họ khinh bỉ những người đối khổ khác. Và người ta nói rằng những người mà khinh bỉ như vậy, họ quên đi cái nguồn gốc của mình là nghèo. Cũng như thưa quý vị, chúng tôi biết là nhiều người Việt Nam qua bên Mỹ làm ăn rất là khá giả, thì cũng có những người họ nhớ được cái thời mà mình mới qua đây tay trắng, họ cảm thông được với những người qua đây mà nghèo, rồi phải bươn chải giai đoạn đầu. Nhưng mà cũng có những người khi mình giàu rồi đó, thì lúc đó mình chỉ ngâm mình ở trong cái ý tưởng mình là ai, mình là người giàu có nhiều tiền nhiều bạc, và mình khinh rẻ người nghèo. Chứ tôi không biết là quý Phật tử có thấy hay không, nhưng mà ở trong đời nó có cái trường hợp này, thưa quý vị, là có những người họ chỉ thích những người trẻ và không coi thường những người già, không coi người già, họ gặp những người già họ coi rẻ, giống như là họ sẽ trẻ mãi mà không bao giờ già, giống như họ nghĩ rằng nếu họ sống lâu thì họ cũng bị già. Nhưng mà kỳ thật đó, mình thấy người già mình khinh họ, thì tới mình già thì sao mình có khinh mình hay không? Thì cái con người luôn có một cái ảo tưởng về thời gian, và cái thời gian mình ở tại một cái giây, ở một giai đoạn nào đó đó, mình không nhớ về quá khứ và không biết về tương lai, và do vì cái thời gian kéo dài đó, nó tạo cho mình một cái ảo tưởng là dùng một cái khoảnh khắc hiện tại để thẩm định tất cả sự việc. Nhưng mà cuộc đời nó không phải về đâu, cuộc đời phải về đâu. Lúc mà mình ăn sung mặc sướng, mình giàu có, thì đừng quên cái lúc hàng vi, ở cái thời tấm mẳng mà mình còn sống rất là cơ khổ, đói kém. Và lúc mình trẻ mình cũng đừng quên rằng có lúc mình sẽ già, sẽ yếu. Và không có chuyện gì để một người trẻ mà khi một người già. Vấn đề nó chỉ là một cái ảo giác do thời gian thôi. Mình cảm tưởng là mình trẻ mãi mà không già, hay là mình có cảm tưởng như là đời sống của mình là đời sống giàu có mà mình không có cái lúc nghèo đói, thành ra mình khinh. Khi Đức Thế Tôn Ngài nhắc lại cái tiền thân, và Ngài nhắc lại tiền thân, thì Ngài nói với Phạm Thiên, nói với Phạm Thiên Bát Cá, ở đây chúng ta tạm gọi là Phạm Thiên Bát Cá đó, thì Ngài cho biết một điều rằng Phạm Thiên Bát Cá đó là vốn dĩ
vị này không dạ bạch hòa thượng có... Dạ chúng con hết được nghe tín hiệu rồi. Dạ con nghe lại. Dạ quý vị có nghe được không hả? Xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ kính bạch với hòa thượng Giác Đẳng, và chúng con đã hết nghe được tín hiệu của hòa thượng rồi ạ. Thì chúng con kính cung thỉnh hòa thượng cầm mít tay. Dạ dạ chắc đường nét của hòa thượng có chút vấn đề. Dạ quý vị có dạ, con đứng thấy hòa thượng cầm mic. Dạ con nghe lại rồi. Dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu, chắc chúng tôi phải đi ra bên ngoài đó. Ở trong phòng chúng tôi có khi nói chuyện với Phật tử không có nghe được. Tôi nói không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dường như là cái điện thoại chúng tôi ở trong phòng chúng tôi nói cái việc nghe không rõ, chúng tôi đi bên ngoài. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không có biết được là Thượng tọa Pháp Đăng có trả lời trong rung hay không. Nếu vị nào thấy được quý vị gọi nghĩ cho biết. Thì Thượng tọa Pháp Đăng bữa nay cái nick hết hạn màu xanh đó đổi lên thành màu đen. Dạ vâng. Nên nếu thượng tọa có vào thì quý vị quan nghĩ để ý giùm cho. Bây giờ thì ở trong cuộc đời của chúng ta đó có một điều mà nó dễ làm cho chúng ta sa đà, dễ làm cho chúng ta đi xuống, đó là sự tự thị hay là kiêu mạn. Chúng ta cũng gọi là sự ý lại. Sự ý lại. Ví dụ như một người khỏe thì hay ý sức. Những người giàu thì hay ý vào đồng tiền của mình. Đồng tiền giải quyết tất cả. Thì cái sự tự thị hay là ý lại đó, ở trong kinh còn có một dùng một chữ khác là kiêu mạn. Sự kiêu mạn về tuổi trẻ, sự kiêu mạn về sức khỏe,
sự kiêu mạn về sự thượng đẳng, vân vân, nó cũng làm cho chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái là không có sống với sự thật, không có phấn đấu, và chúng ta thường đi xuống. Do đó quý vị để ý thấy ở trong bài kinh này có cái sự chấp kiến mà dùng cái chữ papika, papika chúng tôi dùng chữ sai lạc, nhưng mà chữ papá ở trong cái bản dịch của Minh Châu là ác kiến, ác tà kiến. Thì cái chữ ác kiến á, mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày, ví dụ người đó họ sống mà họ với cái tâm ác, muốn cho chúng sinh khác khổ, muốn đầy đọa hành hạ chúng sinh khác, chúng ta mới gọi là ác. Còn ở đây có cái gì mà để gọi là ác? Thật ra mà nói đó, cái chữ papika ở đây dịch là sự tà vại, và tà vại hay là mê lầm thì có vẻ là khiến cho chúng ta cảm thấy gần hơn, dễ hiểu hơn. Tuy vậy chúng ta nên hiểu rằng chính cái kiến chấp về cái sự thường còn của thế giới, chính cái kiến chấp mà về nói về cái sự gọi là vĩnh hằng, nó lại ảnh hưởng chi phối rất lớn đời sống, hành động, hướng đi của con người. Ở đây thì chúng tôi muốn đề cập đến một sự kiện là con người chúng ta đó, nếu có ý thức được những cái thay đổi thường xuyên xảy ra và có những cái bất chắc mà nó xảy ra mình không ngờ được, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tích cực hơn trong cái đời sống tu tập. Chúng ta tích cực hơn ở trong cách đối xử tử tế với những người xung quanh. Chúng ta tích cực hơn là vận dụng thời gian. Nhưng mà một khi mà mình sống mà mình cứ nghĩ rằng mình sẽ sống hoài, không bao giờ chết á, thì thứ vì cuộc sống của chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là quẩn đãi. Và cái sự quẩn đãi đó đó, nó là một cái hiện tượng mà Đức Phật gọi là Pamada. Dạ, Pamada tức là một cái dễ vui, dễ vui, quẩn đãi, một cái sự giải đãi lơ đễnh. Chúng ta không có toàn tâm, không có quyết tâm, không có cố gắng, không có nỗ lực. Chúng tôi nhớ rằng cách đây một năm thôi, thật ra thì cũng chưa tới một năm nữa, khoảng chừng 10 tháng, thì có một cái trường hợp là một đời hữu ở chùa là đời hữu Thiện Hỷ. Lúc bây giờ thì đều rất là khỏe. Dạ. Trong số Phật tử chùa Pháp Luân thì những Phật tử đồng cốt nhiều vị lớn tuổi lắm, nhưng mà đời hữu Thiện Hỷ thì đời hữu khỏe. Và chẳng những khỏe mà rồi đời hữu lại là một người rất là vui vẻ, và là một người có một cái thân tướng rất là đẹp. Nó đẹp trai cũng được mà đẹp lão cũng được. Dạ. Nhìn thấy đời hữu đi vào chùa làm công quả viên này việc kia thì mình không ai nghĩ rằng là đời hữu sẽ ra đi trong vòng một năm. Dạ. Nhưng mà rồi có một lần đời hữu đi chùa dự lễ gây quỹ và chúng tuyên nói chuyện với đời hữu, thì thấy đời hữu nói chuyện không có rõ ràng. Cái lưỡi có vấn đề, chúng tôi hỏi tại sao, thì đời hữu nói không biết tại sao ở dưới lưỡi nó mọc cái mục gì đó. Dạ. Thì cũng bình thường, tôi nghĩ là bị đạn hay bị gì. Và thưa quý vị, sau đó thì 3-4 ngày sau đời hữu gặp riêng chúng tôi, đời hữu cho hay là bác sĩ nói bị ung thư. Dạ, ung thư rồi đời hữu đi làm hóa trị. Dạ, hóa trị tức là làm chemotherapy đó. Thì khi đi làm hóa trị đó thì chúng tôi cũng thấy đời hữu khỏe, tương đối rất là khỏe, và cũng phải nói là cũng mừng ở điểm là bị ung thư mà thấy sức khỏe cũng như tinh thần được tốt, mình cũng mừng lắm. Dạ. Nhưng mà rồi thưa quý vị, từng lễ vừa rồi thì đời hữu mất. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ sự việc thì rất là dễ dàng để thấy một điều rằng chúng ta bị thời gian đánh lừa, giống như vị Phạm Thiên Bát Ca này.
Sống lâu, sống với sự thanh tịnh của thiền định, sống ở trong một cảnh giới mà không có cái xáo trộn nhiệt não. Ví dụ mình sống ở trong cõi người thì mình hay gặp những xáo trộn lắm. Nào là chiến tranh, rồi nào là bệnh dịch, nào là người thương kẻ ghét. Khi kinh tế lên, kinh tế xuống, có khi thất nghiệp, thậm chí khi bệnh tật. Những xáo trộn thường xảy ra đó, thành ra trong cõi người của chúng ta đó, tương đối là rất là dễ để nói về sự vô thường. Để nói về sự vô thường. Có những chúng sanh mà họ sống trong cái cõi, cái gì cũng quá lâu, cái gì nó cũng quá đều đặn, cái gì nó cũng luôn theo một cái dòng giải nhất định đó, thì tự nhiên vô thường nó không còn là một cái ý nghĩa mà để nói nữa. À, theo trong kinh đó, không phải chỉ cõi phạm thiên thôi, mà ở trong cõi nhân gian đó, có những thời mà loài người cái tuổi thọ rất là dài. Và bởi vì khi loài người tuổi thọ quá dài đó, thì chư Phật không có ra đời. Tại vì ra đời mà giảng về vô thường, khổ, vô ngã thì cũng ít có người lãnh hội lắm. Sống dài. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, cái gì? Chúng tôi còn nhỏ đó mà chúng tôi sống ở miền Tây, ở miền quê. Và cái bối cảnh sống đó, đối với thiên nhiên đó, như vậy là bị nào phải sống ở miền Nam và miền Tây đó, là thường nó cho mình cái cảm giác là ngày dài lê thê. Tại vì ngày nó nóng, ngày nó nóng và nó không có không có nhiều cái trò chơi. Bây giờ thì người ta có internet rồi, bây giờ mình có thể đi đó đi đây, chứ ngày xưa thưa quý vị đi tới lui trong làng thôi. Và vui lắm là hồi chúng tôi nhớ hồi nhỏ vui lắm là chèo xuồng đi vô trong vườn, cái vườn nằm sau nhà đó, thì chèo xuồng đi tới lui trong nhà, vậy là vui. Lâu lâu mẹ dẫn đi chợ. Cái thế giới thì nhỏ bé, thế giới thì đơn điệu, mà những buổi trưa hè thì nóng bức, đâu có máy lạnh đâu, và chịu đựng cái cơn nóng đó, thì chỉ là đi chơi và nó dài, mọi vật đều quể quải hết, người cũng quê mà trâu bò quê quải gì quê quải hết. Ở miền quê đó thì chỉ có sáng sớm và chỉ có buổi chiều á. Sáng sớm thì trời chưa nóng và buổi chiều nó hơi dịu nắng một chút á, thì mình cảm thấy có cái sinh khí phấn khởi thôi. Còn vị nào mà sống ở miền quê mà hồi xưa đó trời nóng mà nó buồn á, thì cảm thấy ngày dài lê thê. Và lúc đó mà chúng tôi nhớ rằng khi mà học nói là thời giờ là tiền bạc, thời giờ qua nhanh, thời gian qua mau á, thật ra chúng tôi thú thật quý vị là hồi nhỏ chúng tôi không có cảm giác đó, mặc dù mình học và mình hiểu đó là thời gian qua mau hay là thời giờ như tiền bạc, nhưng mà chúng tôi nhớ là cái cảm giác lúc đó sao thấy dài quá. Và mỗi năm mà chờ tết đến đó, như là có tết đó thì có được tiền lì xì, có tết thì có đồ ăn nhiều đồ ăn ngon, có tết thì có quần áo mới thì trong lắm. Nhưng mà sao thấy một cái tháng chạp nó đi qua chậm chậm, rất chậm. Chậm mà thứ rồi mình nó gọi là mòn mỏi vậy đó. Nó rất khác bây giờ là chúng sống bây giờ bên Mỹ á, một ngày cũng có 24 giờ đồng hồ và một tuần có 7 ngày. Nhưng phải nói quý vị là ở tại Mỹ đó, đầu tuần với cuối tuần nó đến nhanh lắm. Như là chúng tôi mới vừa dự lễ Phật Đản ở trên Dallas tuần lễ vừa qua, thì hôm nay là đã là thứ tư rồi. Rồi vài bữa nữa Chủ nhật đến, nhiều công việc đang chờ phải làm á, tại ta thấy thời gian quá rất nhanh. Và cái Tết này với cái Tết kia, Phật Đản này với Phật Đản kia, mà sống ở bên đây 10 năm trôi rất mau. Dạ, 10 năm trôi rất nhanh. Như là chúng tôi về chùa Pháp Luân mới đây mà thưa quý vị đã gần 40 năm rồi. Dạ, đã gần 40 năm rồi. Cái thời gian nó mình thấy cuộc sao lâu vậy á. Sau 40 năm nghe nó dài mà thực sự nó không có dài. Chúng tôi nói đó là cái ảo giác ta. Chúng ta có ảo giác khi mà chúng ta sống lâu, khi mà chúng ta sống thọ, khi xuyên suốt thời gian. Và chỉ có đồng hồ, có những cuốn lịch đó, nó mới cho chúng ta biết rằng có thời gian qua ở một cái phân cách nhất định, một cái phân cách không có chênh lệch. Còn chúng ta thì có khi nghĩ là ngày dài, ngày đang ngắn. Thế cái gì mà buồn khó chịu đựng thì cảm thấy nó dài đằng đẵng, mà cái gì nó vui thì ngày vui qua bao chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng phạm thiên bát cá đó
là bị cái ảo giác về tuổi thọ, ảo giác về thiền định, nên có cái chấp thủ. Và cái chấp thủ đó, đó Tôn giả Ananda khi mà trùng tuyên tâm tạng, ngài dùng chữ papika và papika tức là ở thường chúng dịch là ác kiến, và papika đích thị là ác kiến, nhưng mà thật ra chúng ta đó là một cái kiến thức nông nổi, một kiến chấp nông nổi, một cái kiến chấp lập lạc. Và kiến chấp này đó nó đưa đẩy chúng ta đến một cái tình trạng gọi là khuẩn đãi hay là giải đãi hay là dễ vui hay là phóng túng ở trong cuộc sống, không có nỗ lực tu tập nữa. Thì Đức Thế Tôn ngài đã phải dùng một cái khung thời gian lớn hơn, và khung thời gian lớn hơn do cái tỉnh cầu Phạm Thiên Bắc. Cái khung thời gian đó không phải là trong một kiếp mà Phạm Thiên đang sống, mà trong cái thân nhân loại, tức là nhiều nhiều kiếp nữa. Ở quá khứ Phạm Thiên đã làm gì, đã trải qua những gì, và chúng ta thấy rằng nhiều cái trường hợp khác nhau, nào là cho nước đến những người bị nóng khát trong sa mạc, nào là cứu những người bị giam giữ, giải thoát cho họ, nào là cứu những người bị mãng xà tấn công mãng thịt, vân vân. Thì nhiều cái trạng huống khác nhau, thì vị này đã dừng ra và nhớ lại và thấy được cuộc sống luân hồi đúng là một cái biến đổi. Thưa quý vị, ở đây có một cái cụm từ mà trong một kinh chuyển pháp luân chúng tôi có nói rồi, và có nói rồi nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại. Và về điểm này thì quý Phật nên đọc lại bài kinh chuyển pháp luân đó, để có một cái sự phân biệt. Nếu quý vị nào đọc bản kinh xưa, kinh chuyển pháp luân của Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì ở trong đó đó, sau khi mà Đức Phật ngài đề cập đến sự giác ngộ về tứ đế, là khi mà ngài đã nhìn thấy tứ đế qua ba luân 12 chuyển đó, thì ngài thì ở trong bản dịch nguyên tịch dịch là nhãn sanh, và nhãn sanh rồi trí sanh rồi tuệ sanh rồi minh sanh rồi giải thoát sanh chẳng hạn. Thì nhìn như vậy thật ra dịch chữ nào nghĩa đó chúng ta gọi là nghĩa đùi á, nhưng mà quý Phật tử rất là khó biết, và thậm chí một người học Phật lâu đi nữa thì cũng không biết là chữ chữ nha ná rồi chữ banh nha rồi chữ quýt cha chữ aloka nó khác nhau như thế nào. Và vì sau này đó chúng tôi dịch lại cái chữ chắc khú, chúng tôi không dịch là nhãn, mà chúng tôi dịch là thấy, và chắc cú là thấy, không dịch là nhãn sanh mà dịch là thấy. Rồi nha ná chúng tôi dịch là biết, và banh nha là hiểu, chữ quýt cha là thông suốt, và chữ aloka là quán triệt, thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Những trình tự đó nhiều khi chúng ta không có rõ, nhưng mà tạm dùng một ví dụ là khi mà người ta đưa cho mình một cái đồng tiền, mình nhận rằng biết rằng đây là một đồng tiền Mỹ Kim có cái mệnh giá là 100 Mỹ Kim, thì như vậy cái đầu là chúng ta thấy, thấy rồi chúng ta biết đó là tiền, và biết tiền dùng để làm gì, và chúng ta hiểu rõ là đây là một số tiền tương đối lớn, mình cần phải cất đàng hoàng chứ không thể bỏ chỗ này chỗ kia được. Thì như vậy là trong cái chuyện mà nhận ra đó chúng ta đi xuyên suốt qua một quá trình là thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Thì tất cả những chữ này đó nó đều được gói gọn ở trong một chữ mà Đức Phật gọi là Vipassana, mà người Việt Nam dịch chúng ta hay dịch là minh sát. Và chữ này khó dịch lắm nha, chữ Vipassana như minh sát. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh thì dùng cái chữ quán niệm, quán niệm, nhưng mà chữ Vipassana đó, Vipassana bao gồm cả thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là thế nào gọi là thấy chắc khú.
chắc cú đây là con mắt, nhưng mà chắc cú đây là thấy là ở trong giai đoạn đầu đó thì hành giả chỉ đơn thuần là người là observe, trong tiếng Anh observe là nhìn, là quan sát. Do sự quan sát này mình thấy được cái gì? Thấy được hơi thở vô, hơi thở ra, thấy được cảm thọ khổ xuất hiện, cảm thọ khổ biến mất, thấy được sanh, thấy được diệt, thì cái đó gọi là thấy. Và thấy ở đây đơn thuần là chỉ quan sát và thấy được cái hiện tượng. Như hồi nãy chúng ta thấy là khi một người thấy một tờ giấy, nhận đây là tiền, thì nó chỉ là mới thấy thôi. Nhưng mà mình biết được cái mệnh giá của nó, mình biết là đây là một tờ tiền Mỹ Kim, tờ Mỹ Kim này có mệnh giá là 100 Mỹ Kim, thì cái đó gọi là biết. Thì ban đầu á, chúng ta không có biết đâu. Ban đầu chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ thấy thôi. Và thấy hơi thở vô, thấy là hơi thở vô, hơi thở ra, thấy hơi thở ra. Mà ở trong tiếng Anh gọi là observe, là quan sát. Dạ, quan sát. Thì khi mà mình quan sát lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ biết. Và biết được đó là cái dấu ấn của sanh diệt. Dạ, dấu ấn của sanh diệt. Tại vì ban đầu mình chỉ thấy hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà sau một thời gian đó, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ. Dạ, Vân thấy có Thượng tọa Pháp Đăng có mặt rồi, xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Hoan Hỷ cầm bước tiếp tục. Kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, xin hỏi Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Là quý Phật tử có nghe được không? Dạ, kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, con giảng xong rồi, Thượng Bạch Hòa Thượng. Dạ, con giảng xong rồi. Chú không cứ cầm biết hoài. Dạ, xin lỗi sư. Dạ, xin lỗi Thượng tọa. Nãy giờ không biết Thượng tọa đang giảng. Dạ. Chứ biết là đừng nói chi kiếp sống của Phạm Thiên ở trong mỗi người chúng ta mà. Ở trong bao thoát à. Có nhiều khi chúng tôi cũng không biết là chúng tôi đang nói hay Thượng tọa Pháp Đăng nói. Và chúng tôi cũng biết là chúng tôi nói bao lâu và Thượng tọa Pháp Đăng đang xuất hiện bao lâu. Thành tình thì nãy giờ chúng tôi tưởng là chúng tôi đang nói để chờ Thượng tọa Pháp Đăng vào. Nhưng mà bây giờ thì mới nghe Thượng tọa Pháp Đăng cho biết là Thượng tọa Pháp Đăng vừa thuyết xong, đã thuyết xong rồi. Thì xin lỗi quý Phật tử. Thì thứ gì khi mà chúng ta nói ở trong kinh Chịu Pháp Luân á, và cái bản dịch thì dịch ra là nhãn sanh, trí sanh, rồi tuệ sanh, rồi minh sanh, vân vân, thì chúng tôi sẽ đi phải dịch lại đó là với sự thấy, hiểu, thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Để tại sao phải nói đó là một cái trình tự mà nó xảy ra rất nhanh khi mà chúng ta quán chiếu các pháp. Quý vị đừng nghĩ rằng khi mà mình vào ngồi thiền đó, nghĩ rằng quán chiếu vô thường liền đâu. Mình vào thiền đầu tiên là mình phải đủ khả năng nhìn vào những cái hiện tượng. Cái hiện tượng đó phải là hiện tượng có thật, chứ không phải là tưởng tượng. Hiện tượng đó là cái gì đang xảy ra, chứ không phải một cái sự hoài niệm hay là một cái ký ức về dĩ vãng. Ngay cả một cái tử thi, hay là ngay cả tất cả những cái gì mà liên quan đến hơi thở, liên quan đến quay nghi, thì mình phải thấy trước, thấy là chắc khú là thấy. Và sau một thời gian thấy thuần thục, mà thấy một cách rõ, thấy một cách liên tục, một cách bền bỉ đó, thì nó tự nó sẽ dẫn chúng ta đến cái mà chúng ta gọi là biết. Biết cái này là nha nát, và biết. Hôm qua đó, không phải hôm qua mà hôm Chủ nhật đó, Bà Thượng Tự Siêu có nói về các cái gọi là đề mục hay là các cái thiền án của các cái án xứ của thiền quán đó. Thì ở trong đó có đề cập đến những cái loại trí. Và chúng tôi thưa quý vị rằng những loại trí này đó, nó sanh khởi là do cái sự tiến bộ tự nhiên của thiền định. Chứ không phải là mình
mình nhìn theo kiểu đó. Dạ, không phải mình nói là bây giờ nói là hành xả trí, là bây giờ mình phải tu sẽ cho mình hành xả, không phải vậy. Dạ, và hành xả trí nó đến một cái tự nhiên do cái sự tuần tự tiến bộ. Dạ, quý vị nên hiểu cái điều này. Thì cái điều mà hành giả làm đó là hành giả quán sát. Dạ, quán sát ở đây chúng ta quán sát để làm gì? Như là mình quán sát hơi thở, quán sát cảm thọ, quán sát trạng thái nội tâm, hay là quán sát những cái pháp như thức giác chi tứ thánh đế ngay ở trên thân tâm của mình. Thì ban đầu mình chỉ quán sát thôi, và từ sự thấy đó chúng dẫn đến chúng ta đến cái biết, từ cái biết dẫn chúng ta đến cái hiểu, từ cái hiểu dẫn chúng ta đến một sự thấu triệt, và từ sự thấu triệt đó thì chúng ta mới dẫn đến cái nhìn toàn diện. Thì ở đây khi mà Phạm Thiên Bát Cá đó sống quá lâu bị cái ảo giác về vô thường che phủ, thì thưa quý vị, Phạm Thiên này không có hiểu được cái lý lẽ tự nhiên về sự vô thường, lý lẽ tự nhiên về cái sự chuyển dịch, lý lẽ tự nhiên về cái sự bất toàn của đời sống. Dạ, mà cứ cho rằng thế giới này là bất biến. Dạ, thế giới này là hoàn hảo, thế giới này là vĩnh hằng, thế giới này là không có chuyển dịch, vân vân. Hiểu như vậy hiểu rất sai, nhưng mà sai, hiểu sai một cách thành thật là bởi vì bản thân của vị này sống ở trong cảnh giới Phạm Thiên, vì cái tuổi thọ và thiền chứng nên có những cái nhận hiểu như vậy. Thì thưa quý Phật tử, Đức Phật bằng cái tâm đại bi của một vị Phật đối với tất cả chúng sanh, trong đó có Phạm Thiên Bát Cát, Ngài đã xuất hiện và chỉ cho vị này thấy rằng cái nhận đó là do vô minh bao phủ, cái nhận đó là do không nhớ được đời trước mà không thấy được kiếp sau. Không thấy được đời trước đó, tức là những kiếp quá khứ mà vị này còn là thân nhân loại bị đã quên đi, và không thấy được cái đời sau, nghĩa là không thấy rằng mình chỉ còn sống một cái thời gian có giới hạn nữa trước khi tuổi thọ chấm dứt. Và điều này đã khai thị được vị Phạm Thiên. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Tiếp theo lời của Thượng Tọa Pháp Đăng, và chúng tôi cũng không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng giảng tới đâu, chúng tôi chỉ cố gắng để trình bày đại lược như vậy. Bây giờ thì thưa quý vị, rất là hoan hỷ là chúng ta có chư Tôn Đức, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyên, Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt ở trong lớp học. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, dạ Thượng Tọa Pháp Tân, đối với người Phật tử và bình thường, ngay cả cái cảnh giới Phạm Thiên thì chúng ta cũng không có hiểu hết cái hạnh phúc mà cao độ, cái hạnh phúc mà có thể nói rằng dục giới không gì sánh bằng. Ngay cả khi mà chúng ta diễn tả về cõi cực lạc, hay là chúng ta giảng giỏi về thiên đàng chẳng hạn, thì điều đó không sánh được với Phạm Thiên giới. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng ngay ở cõi Phạm Thiên là vô thường. Thì đối với chúng ta là người tu Phật đó, chúng ta nên hướng tâm về mong sanh về cõi trời, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là chúng ta chỉ đơn giản là nguyện dẫn đến giác ngộ giải thoát niết bàn? Và tại sao có người được khuyến khích sanh về cõi trời, có người được khuyến khích thì hướng tâm cầu giải thoát? Cái lời hướng dẫn nào nó là xác thực, là đúng với lời Phật dạy, và đúng ở trường hợp nào, và trường hợp nào cần phải nói khác đi? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giải thích về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng,
Hòa thượng Tề Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tề Quyền, đại đức Tề Tri cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Không biết là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con nghĩ cái tu trong Phật Pháp thì thật sự ra thì mỗi một người đều có một cái việc thực hành cũng như là cái chí nguyện và cái ước nguyện của mình. Thì cái sự an lạc cho đời này, an lạc cho đời sau và an lạc tối thượng đó là chứng đắc niết bàn. Con nghĩ rằng cái việc mà mình để trở thành một cái vị phạm thiên đó thì phải nói là nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì các vị đó phải vượt lên những cái dục tưởng, vượt lên cái những cái dục tưởng, không còn vướng dấp ở trong cái dục tưởng nữa, thì vị đó mới có thể chứng được thiện sắc, được sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, vân vân. Tức là phải vượt lên trên các cái dục tưởng. Mà thường là mỗi một cảnh giới á, nói trong một cách khác á, thì chúng sanh ở trong cõi đó đều có một cái cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc, cảm thấy đó là một cái điều an lạc. Giống như như mình sống ở trong cõi dục thì mình thấy là mình thụ hưởng năm dục đó là hạnh phúc. Nhưng mà các vị mà phạm thiên sắc giới thì do là vượt lên trên những cái dục tưởng đó, cho nên các vị đó thấy dục nó là một cái tượng buộc, cho nên là các vị ấy vượt lên trên cõi dục. Thì khi mà mình để trở thành một cái vị phạm thiên thì phải nói rằng cái sự tu hành của trong đời sống Phật giáo, người tu Phật nói chung, thì dĩ nhiên chúng ta cũng mong muốn được cái sự an lạc, cũng mong được sự giải thoát. Sự an lạc nó có tùy nhiều cái cấp độ, và cái sự giải thoát nó có nhiều cái cấp độ. Khi mà mình nói đến những cái vị phạm thiên ở sắc giới đó, thì do vượt lên trên các cái dục, cho nên các vị đã vượt lên thoát ra khỏi sự ràng buộc của dục, sự ràng buộc của dục. Nhưng mà các vị đó còn có những cái kiến chấp hữu, kiến chấp hữu, tức là cái có và chấp còn ở trong cái quan niệm, trong một cái suy nghĩ. Ngay cả cái mà vị phạm thiên cảm thấy đó là lạc thú, đó là sự an lạc của vị phạm thiên, là sự an lạc ở trong thiền. Nhưng mà cái sự an lạc của trong thiền đó thì vẫn còn có những cái sự chấp hữu ở trong đó. Nghĩ rằng cái gì của mình, cái gì mình đó, thuộc về tôi, thuộc về mỗi chúng ta đó, thì cái đó nó trường tồn bất biến, và nó trường tồn mãi mãi. Từ cái việc mà chúng ta thấy rằng giống như đọc cái bài kinh mà Khởi Thế Nhân Bổn Trường Bộ Kinh đó, thì cái ý niệm mà người ta quan niệm rằng một đấng sáng tạo, một đấng mà được sinh ra và trường cửu bất biến đó, cũng từ ở cái bài kinh mà Khởi Thế Nhân Bổn đó. Cái câu chuyện mà nói rằng một vị phạm thiên sanh ra thì xung quanh mình không có ai sống sanh cùng. Rồi một thời gian sau thì có một cái có những vị thiên khác cũng sanh vào cái cảnh giới đó. Rồi đến khi những cái cảnh cái những vị thiên khác sanh lại càng ngày càng đông, thì cái vị thiên đầu tiên nghĩ rằng mình là một trong những cái người mà sáng tạo ra tất cả mọi loài. Từ đó có cái ý niệm đấng sáng tạo chủ, đấng sáng tạo chủ. Và càng sống lâu đó thì lại còn càng chấp cái thường tồn bất biến đó, cái ngã hữu đó, nó còn dài. Thì kính cái ngã chấp này là những cái ràng buộc, những cái ràng buộc. Cho nên rằng là
Sự thật ra thì chúng ta tu tập á, là chúng ta để được cái sự giải thoát. Mà giải thoát á, thì nó có nhiều cái mức độ, giống như các vị Phạm Thiên như vậy đó. Thì các vị ấy vượt lên trên các cái dục tưởng, cho nên các vị ấy trú trong sắc tưởng, trú trong sắc tưởng. Và trong cái sắc tưởng đó, các vị ấy vẫn có một cái quan niệm thường tồn, bất biến, gọi là cái ngã hữu còn trường tồn bất biến đó. Và trong cái an lạc của các vị đó, không lấy dục là một cái sự thỏa thích, mà là lấy sự no vui trong thiền, sự quan hỷ ở trong thiền lạc mà các vị ấy có được. Cho nên các vị ấy vẫn có cái sự kháng kích, bám víu và thích thú ở trong cái đó. Nhưng dĩ nhiên là đối với Phật giáo đó, thì cái chặng đường tu của Phật giáo có nghĩ rằng cần phải trải qua, giống như nấc thang mà mình cần phải bước qua như vậy. Bởi vì không cho rằng cái đó là cái rốt ráo, không cho rằng cái đó là cứu cánh, mà cần phải tiến hơn nữa, cần tiến hơn nữa. Thì mình thấy rằng khi mà vượt ra khỏi dục thì còn có cái chấp, kiến chấp ngã hữu ở trong đó, và cái kiến chấp mà trường tồn bất biến ở trong đó. Và cái đó cũng là cái sự dính mắc, đó cũng là cái sự ràng buộc chưa được sự giải thoát hoàn toàn. Và ở trong đạo Phật đó, thì dạy cho chúng ta vượt lên trên mỗi chặng đường chúng ta đi qua, vượt lên cõi dục hữu, vượt ra khỏi cái dục hữu, rồi vượt ra khỏi cái sắc hữu, rồi vượt ra khỏi cái vô sắc hữu, để đạt được cái cứu cánh của Niết Bàn. Thì đó là cái mục đích cứu cánh của đạo Phật, mục đích cứu cánh đạo Phật. Trong khi một vị Phạm Thiên ấy, thì vẫn có sinh một cái ngã hữu, và họ cho rằng cái đó là cái cứu cánh, cái rốt ráo của họ, và họ thường chấp ở trong đó, và họ thấy đó là cái niềm vui hỷ lạc mà do chính họ. Mà đạo Phật nói rằng mình tu ấy, là vượt lên trên, vượt lên để tìm được cái sự giải thoát. Cho nên mặc dù các vị ấy đó có được cái sự giải thoát từ nội tâm, tức là cái tâm của vị ấy không bị ràng buộc các cái sự chi phối của triền cái, tham dục cái, sân độc cái, trào hôi cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái đó, thì cái đó là cũng là được cái sự giải thoát rồi, nhưng mà cũng chưa được giải thoát hoàn toàn. Chừng khi nào mà có một cái tuệ giác là để thấy rõ, để đoạn tận những cái ngã chấp, cái kiến chấp về sắc hữu hay là vô sắc hữu, và loại bỏ hết tất cả các cái phiền não, từ ở cái vô minh, từ ở cái tha mái, từ cái ở cái sự chấp thủ, thì vị ấy mới vượt lên trên và đạt được cái cứu cánh của trong cái đời sống phạm hạnh. Ở đạo Phật dạy là như vậy. Cái quả vị giải thoát sanh tử luân hồi là vượt lên trên cả cái kiến chấp về dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, vượt lên trên tất cả để không còn ràng buộc hay là chi phối của phiền não, thì thật sự đó là cứu cánh, đó là cứu cánh. Trong khi một cái hiện hữu nào, dù là cái hiện hữu đó nó có nhỏ nhoi hay là ít ỏi đó, thì cũng là dẫn đến cái khổ đau, cũng dẫn đến cái sự khổ lụy. Nhưng mà đời sống tu hành chúng ta cũng không thể nói rằng là vượt lên trên nó tất cả, nhưng mà mỗi chặng đường của mình cần đi qua đó, cần đi qua đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Quan trọng là bước ở trong một cái bước chân ở một lãnh vực nào, thì mình đừng có cái tham ái, đừng có cái ngã chấp trong đó, để mình vượt lên trên đó, thì cái đó mới thật sự là cái mà mình nói là ở trong đạo Phật, cái rốt ráo của đạo Phật là giải thoát cái sự ngã chấp, giải thoát cái tham ái, và không còn cái vô minh là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu mà Thượng Tọa vừa nêu. Chỉ có một người mà vượt ra khỏi cái ngã chấp, cái dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó, thì vị đó mới hoàn toàn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những ở cái dạng này, dù tồn tại ở mức độ nào, lâu bao lâu, thì cũng phải có lúc bị hoại diệt, bởi vì tất cả các cái pháp hữu vi đều là thay đổi,
đều là biến đổi, đều là vô thường là như vậy. Con xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh. Sa thu kính kính nhà. Thưa tổ pháp tịnh, thưa tổ tự quyền ơi, thưa tổ có nghe được không? Nếu thưa tổ tự quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thưa tổ quan nghĩ cho tôi con trả lời cho. Dạ. Thưa tổ tự quyền, có nhiều người họ nói là mong thời gian qua nhanh, nhưng mà kỳ thật thời gian có thể mong cho nó qua nhanh qua chậm được không? Và thưa tổ có thể cho một bài chia sẻ là tại sao? Thời gian. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, và con kính lễ đến Đức Phật cho pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Tổng Đại Đức Tu Trú, Đại Đức Tu Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào nữ với tôi là cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu chúng ta nói đến một cái quy trình của thời gian, chúng ta nói rằng nó qua nhanh quá, hoặc là thời gian xin hai người xoay, cái thời gian nó chậm quá, là cái chậm cái nhanh đó là do cái tâm của tất cả chúng ta thôi. Chứ sự thật ra cái thời gian đó, cái diễn tiến cũng là nhật nguyệt đêm ngày, nó bao nhiêu thời gian đó nó xoay, nó chuyển. Thì dầu cho có một vị thiên thần nào đó cũng có thể che mặt trời, che mặt trăng gì đó, thì cũng trong một thời gian rồi cái sự tuần hoàn nó cũng bình thường trở lại như thế. Cho nên chúng ta bị nhiều cái sự biểu buồn phiền hay trông chờ nhiều thứ, nhiều điều để cho nó nhanh tới. Và chúng ta như là một cái án, như là một cái chuyện mà chúng ta bị một cái lỗi hay phạt gì đó và mong thời gian cho nó dừng, cho nó dừng lại. Thì những cuộc phân kỳ, những cuộc phân ly gì đó, chia ly gì đó, mong thời gian hay dừng lại. Cái đó là ước muốn suy nghĩ như vậy, nhưng thời gian vẫn đi qua. Là như vậy, một ngày nó có 300, một năm có 365 ngày, rồi nó có 12 tháng. Rồi một tháng nó có 30 ngày, ví dụ như vậy đi, rồi một ngày nó có 24 giờ, rồi một giờ nó có 60 phút, một suất có 60 giây, thì cứ như thế. Và cứ thời gian nó biến chuyển, và nó theo thời gian của vũ trụ này, thì cứ trái đất nó xoay quanh cho mặt trời, cứ xoay quanh, vùng xoay, nó xoay mãi, cho đến khi nào nó dừng lại, và nó biến chuyển do cái sự thành tựu hoại không của cuộc đời. Cũng vậy, chính vì thế cho nên chúng ta nhận thức nhiều thứ, nhiều điều mà nó trái đi, nó sai đi. Kính thưa quý vị, có những cái sự suy nghĩ, có những cái đúng việc rồi cái sự ảo tưởng, chúng ta tưởng rằng nó như thế này, nó như thế kia, nhưng sự thật ra cái đó chỉ là cái nhìn của ta thôi. Cái sự ảo tưởng đúng như vậy đó, các vị ở cõi trời Phạm Thiên họ sống quá lâu, họ cho rằng cảnh giới của họ là cảnh giới của chính họ, là cảnh giới là cao cả, cảnh giới chính họ là cảnh giới cuối cùng, họ không còn phải sinh tử nữa. Nhưng điều đó chính là một ảo tưởng, họ nghĩ như vậy, tự họ suy diễn như vậy. Nhưng quả thật rằng tất cả chúng sinh từng lăn trôi ở vào các cõi giới đó, các cõi giới Phạm Thiên, chính chúng ta đây, chúng ta đã ra vào cõi giới Phạm Thiên, cũng như ở các cái tầng cõi ngoại trừ năm cõi ngũ tịnh cư thôi, chúng ta không đi đến cái cõi giới đó thôi, còn các cõi còn lại tất cả chúng ta đều đi ra đi vào hết ở trong các cõi đó. Bởi vì trong trầm luân sinh tử, trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không hiểu. Như trong cái kinh văn mà chúng ta thấy Đại Phạm Thiên Bát Cá này có cái sự suy nghĩ trái như vậy, thì Đức Phật nào nói đó, ông ta suy nghĩ rằng ông sống lâu quá như vậy, ông ta suy nghĩ như vậy. Nhưng Đức Phật nói rằng ông là một kiến chấp sai lầm,
chứ không phải là một điều mà ông nghĩ rằng chỉ có một mình ông như vậy. Chính Như Lai là người hiểu biết, Như Lai là người biết ông quá nhiều, biết ngươi, biết ông như thế nào, như thế nào, cái tử cái sanh của ông ra sao. Thì ngay khi đó chúng ta mới có một sự đổi khác. Thì chúng ta cứ nghĩ đi, từ một cái kiến chấp sai lầm, sai lệch, nó đưa đến cho ông ta có nhiều cái quái tưởng, hay là nhiều ảo tưởng. Và nhiều cái ảo tưởng đó thì ông ta tự cho mình nghĩ rằng là cao cả nhất, mình là chúa tể, mình là hay à, mình là cao thượng, mình là hơn tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng cái chuyện ông ta, Đức Phật thì khẳng định cái chuyện mà ở nơi đây cũng là tự sanh đau khổ, chẳng qua là thời gian thôi, thời gian ở đây nó dài. Cũng như chúng ta thử chúng ta suy nghĩ đi, mình nghĩ lúc trẻ đó, nghĩ thời gian nó còn dài, để mai mốt mình lớn lớn chút xíu thì mình làm cái này, mình làm cái kia, chứ bây giờ không cần thiết phải chuẩn bị như vậy. Nội chỉ một kiếp người ngắn ngủi như vậy thôi, mà kiếp bình thường của chúng ta đã còn hứa hẹn, chứ đừng nói chi một cái thời gian nó quá dài. Thì phải nói rằng những chuyện vô thường, những chuyện tử sinh, cái sanh cái diệt đó, đối với chính họ có ít lần thấy, có ít lần gặp, có ít lần trải qua. Và do cái nghiệp tiền miên nó che khuất, cái vô minh nó che khuất, họ không thấy cái đời quá khứ của chính họ, và không suy tưởng về cái, không quán chiếu về cái đời quá khứ của chính họ ở nhiều cái thời gian trước. Chứ sự thật ra là họ chính họ cũng từng trồng luân sanh tử đau khổ. Chúng ta đừng từng đi qua các cõi các giới rồi, bây giờ chúng ta chỉ không có vào cái cõi thánh thôi. Vì vậy cho nên kính thưa quý vị, cái thời gian nó là như thế, nó vẫn vần xoay như thế. Cũng như cái câu mà người ta nói rất là hay, không có mở chợ cũng chẳng dánh không bữa. Cái thời gian của buổi nhóm họp như vậy mà mình nghĩ tự mình cho rằng mình là hay, mình là giỏi, không có mình là sẽ không có chợ đâu, sẽ không có vui đâu, sẽ không như thế này thế kia, là tự ảo tưởng chúng ta suy nghĩ. Chứ không có mở chợ cũng chẳng dánh không bữa nào, không có mở chợ cũng đông, không có mở cuộc chợ cũng chẳng dánh không bữa nào. Ở đây nó chính là cái ảo tưởng của chính mình. Mình tưởng là mình hay, mình tưởng là mình giỏi. Ở trong cuộc đời này, chính chúng ta hãy coi chừng như thế. Sự việc, cái duyên chúng ta hôm nay có mặt trong cuộc đời, rồi chúng ta không có mặt nữa, thì sự đời nó vẫn diễn tiến. Đó là thời gian, nó vẫn vần xoay, vẫn là như thế. Cũng sáng chiều đêm ngày. Mà đây cũng là ý niệm tu hành rất là hay đó quý vị. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có người đó chúng ta mới sống, không có người đó chúng ta khó sống, có người đó chúng ta mới học, có người đó chúng, ngay cả tu hành cũng vậy, có người đó chúng ta tu được, nhưng không có người đó chúng ta không tu. Đây là cái sự suy nghĩ sai rồi. Chắc chắn người đó xa mình, mà mình cũng xa người đó. Cho nên phải tìm một cái lối đi, tìm một cái hướng. Rồi bây giờ họ làm việc của họ, mình làm việc của mình, họ đi theo cái nghiệp của họ, mình đi theo cái nghiệp của mình. Chứ không bao giờ mà chúng ta cứ nghĩ rằng là coi như là song hành mãi mãi, tức là có mình có họ, có mình có họ. Thì chuyện đó là cái chúng ta muốn, nhưng sự đời, cái ảo tưởng của chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng sự đời không có được phép như chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi thời gian và cái duyên. Cái duyên của thời gian, duyên của nhân quả, thì nó không phải là như thế nữa. Mà cũng là một lý hay, không bao giờ trong một thời chúng ta gặp lại trong một thời gian đó nữa. Mà trong câu chuyện dòng sông nói là hay, mà chúng ta phải hiểu rằng, phải hiểu được cái câu đó chính là cái gì. Không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Ở đây nó có một cái lý, tức là cái gì? Thời gian đó, tư tưởng đó, người đó và không gian thời gian đó, nó không bao giờ giống nhau, không bao giờ in mãi như thế. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ảo tưởng chúng ta
chúng ta luôn luôn lặp lại những cái chuyện hay, những cái chuyện cho chúng ta tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi như thế này như thế nọ, thì rất là nguy hiểm. Ở trong cuộc đời này tất cả nó đi theo cái sự vô thường, vô thường của thời gian, nó qua đi, nó qua đi, tức là nó vận hành. Và chính chúng ta là người, tâm tư của chúng ta chạy theo nó, hay tâm tư ta dị biệt, tâm tư chúng ta nó quái đản, quái tưởng hay ảo tưởng, đó là do tâm tư của con người mình. Mà cái sự tu tập là chúng ta biết đếm bước được thời gian nó đi qua, bây giờ ta được cái gì và ta không được cái gì, ta có cái gì và cuối cùng ta phải ra đi, ta phải sẽ bị sanh diệt, ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Chứ đừng có ảo tưởng ta có nhiều tiền, ta có nhiều quyền, cho nên ta kháng cự lại với cái thời gian. Ta có thể trẻ mãi không già, ta có thể hết bệnh, ta có thể như thế này, ta có thể như thế. Đó là một cái sự ảo tưởng, đó là một sự suy nghĩ của mình. Hay mình kháng lại cái già, mình kháng lại cái chết, đó cũng chính là một ảo tưởng. Mà xưa và nay chưa có một người tìm được một liều thuốc trường sanh bất lão. Chưa có một người có thể trẻ mãi mà không già, hay trường sanh bất tử, không bao giờ, chưa có thấy trong cuộc đời này. Và thưa các bạch hòa thượng, đây chính là cái vài lời con có sự thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính hòa thượng. Nam mô Phật A Di Đà. Sa thú kính trình thưa tòa tự nguyện với cuộc thảo luận vừa rồi. Bạch thưa tòa pháp tăng, thưa tòa pháp đăng, thưa tòa pháp đăng có nghe được không? Hy vọng là kỳ được tòa pháp đăng nghe được. Không biết thưa tòa pháp đăng có mặt ở trước máy không? Dạ, thưa tòa pháp đăng, chúng ta thấy có một điều rằng ở trong nhiều trường hợp chứ không ít, khi có một sự việc xảy ra thì Đức Phật ngài lại kể lại câu chuyện tiền thân. Và dường như là câu chuyện tiền thân có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với cái người hiện diện. Ví dụ như là trường hợp ngày về gặp lại quyến thuộc, hay là câu chuyện của thầy Tích Xá, nó công giải rất là có đánh mình với nhiều cái trường hợp Phật tử Bát Cá hôm nay cũng có trường hợp nếu phải kể câu chuyện tiền thân, thì thường thốt đang có thể là trong cái suy tư của thượng tọa là có một sự việc gì đó mà cái liên hệ đến từng tiền kiếp được nhắc lại bởi một vị Phật đó, thì có ảnh hưởng gì đối với người nghe? Xin thưa tòa quan nghĩ cho biết về điểm này. Dạ, alo. Dạ, con pháp đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ Hòa Thượng, kính lễ Thượng Tọa Tuyệt Quyền, Thượng Tọa Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, tri đức là đức của sư môn cùng với chư tôn đức tăng kính sợ đại của thượng nữ đạo tử. Theo con nghĩ rằng nó có những cái điều mà mình nên hiểu, ví dụ như trùng dụng duyên đó, nghĩa là nhắc lại những cái thực hành, hay là câu sanh duyên hổ tương duyên, có nghĩa là có những cái mình hiểu rằng là những cái thói quen mà trong đó có thiện cũng có bất thiện cũng có, rồi những cái sự hỗ trợ lẫn nhau, cái sự tương tác, rồi tạo ra những cái thiện nghiệp chung với nhau. Tôi nghĩ rằng những cái điều đó, mình thấy rằng khi mà rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật kể về nàng Uppalavana trong nhiều kiếp làm em gái của ngài, làm chị gái của ngài, trong những kiếp làm súc sanh, làm nai này kia nữa. Ngài kể lại những cái câu chuyện đó thì con nghĩ rằng những cái câu chuyện đó làm cho cái người đó khi mà ngài nhắc về một cái chuyện tích cực, ví dụ như rằng cái câu chuyện mà ngài nhắc về La Hầu La đó, không phải bây giờ mới hiếu học, cái thở làm xuất sanh cũng hiếu học. Ngài kể về con nai có ba cái cử chỉ khôn ngoan, và con nai đó đã bị bắt nhưng mà nó vẫn thoát khỏi cái người bắt, không bắt được nó. Và cái con nai mẹ nó là Uppalavana đến hỏi em của mình là cậu á, cậu đó nghĩa là cháu có học với cậu cái cách khôn ngoan của loài nai không, thì nói rằng cháu rất là siêng năng học,
chị đừng có lo, rồi chút nữa là cháu sẽ về. Mà thực sự là nay mắc bẫy nhưng mà nó vẫn về được, nó vẫn cũng tìm cách thoát được, về được. Nói như vậy thì rất là nhiều những cái câu chuyện mà khi Đức Phật nhắc lại câu chuyện tiền thân đó, như là Ngài nhắc rất là nhiều câu chuyện tiền thân đó, Ngài cũng nói lên hai cái điểm. Một là cái tính chất của người khó dạy, không phải bây giờ mới là khó dạy mà xưa đã là khó dạy rồi. Rồi Ngài nhắc lại cái tiền thân của Đẹp Đa đó, không phải kiếp này mới là phản bội, mà nhiều kiếp cũng đã là phản bội rồi. Thì theo con nghĩ rằng nhé, cái đó là một cái thường cận y duyên. Mình nói rằng đây là cái trùng dụng duyên, có nghĩa là nếu mình tu mà để gần chứng đắc đạo quả đó, thì những cái thiện nghiệp có nhiều kiếp mình vẫn tu tập những cái thiện nghiệp để mình cho đến kiếp này mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi trong đó, đó cũng có nhiều cái chướng duyên, có nghĩa là không phải kiếp này mình mới gặp cái chướng duyên đó, mà trong quá khứ mình đã gặp cái chướng duyên đó rồi. Tôi nghĩ rằng khi mà Đức Phật Ngài nhắc lại một cái câu chuyện đó, cái câu chuyện đó thì lặp lại với cái ý thức là khích lệ cái người đang có mặt, và cũng nhắc lại những cái câu chuyện đó để cho những người khác bỏ thói hư cũng có. Như vậy thì có nghĩ rằng cái đó là một cái thói quen mà những người trong kiếp sống đó, nó trở thành cái thói quen của mỗi kiếp sống. Khi họ làm ác họ cũng làm quen, rồi họ làm thiện họ cũng làm quen, rồi họ có lúc làm thiện nhưng mà họ lại bị trở ngại, thì Ngài nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ để khích lệ người đó. Thì con nghĩ rằng những câu chuyện đó nó cũng là những cái hình ảnh nhắc lại những cái thiện nghiệp, những cái ác nghiệp, những cái giới hạnh, những cái trở ngại, những cái vượt lên, những cái mà mang cái ý nghĩa khi mà Đức Phật nhắc lại đó, thì có cái ý nghĩa là với túc mạng minh của Ngài, Ngài thấy và Ngài biết rõ ràng nhân vật đó đang đối diện với Ngài, và Ngài nhắc những cái câu chuyện đó để khích lệ cũng có, để sách tấn cũng có, để nhắc nhở đó, để động viên cũng có. Như vậy thì con nghĩ rằng những cái câu chuyện đó là mỗi kiếp luân hồi. Bởi thường thường con hay có một cái suy nghĩ rằng một cái người khi họ làm được một chuyện gì đó, thì cái chuyện đó nó trở thành một cái nghiệp, và nó sẽ trở thành một cái hậu quả nghiệp nhiều kiếp, nó vẫn ảnh hưởng đến cái người đó. Người đó có cái khuynh hướng sống thì nó cũng có cái ảnh hưởng nhiều kiếp chứ không phải riêng một kiếp. Nên thường thường mình nghe nói rằng cái người tu hạnh tinh tấn thì họ tu nhiều kiếp tinh tấn như vậy, hoặc là tu hạnh trí tuệ thì nhiều kiếp trí tuệ như vậy, hoặc là cái đức tin thì nhiều kiếp đức tin như vậy. Thì con nghĩ rằng cái đó là khi Đức Phật nhắc lại đó cũng là nhắc lại nhiều kiếp mà cái sự tu tập của các cái pháp mà người đó đang hành trì và đã hành trì trước đó rồi. Thì đây là cái sự suy nghĩ của con khi mà Thượng Tọa hỏi cái câu hỏi này. Con xin có ít cái suy nghĩ chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Ngài Hòa Thượng trở lại, nếu cần nói thêm cái gì thì con thỉnh Hòa Thượng. Dạ. Sa thú ký trân Thượng Tọa Pháp Tăng. Bạch Chư Tôn Đức và Thư Ký Phật Tử, đôi khi chúng ta đi vào trong thế giới của kinh điển, chúng ta có một cái cảm giác đó là sự lạ lẫm, như là trong chương nói về ác ma hay thiên đối phạm thiên, chúng ta cảm thấy lạ lẫm bởi vì ở trong một cái văn hóa khác, một cái ngôn ngữ khác, một câu chuyện khác. Chúng tôi muốn nhắc quý vị là thường thường đối với những lạ lẫm này, chúng ta thường hay có cái đánh giá là ồ, đó là câu chuyện cổ tích, hay là không biết câu chuyện có thật hay không. Nhưng mà nếu chúng ta xét lại trong cái cuộc sống ngày hôm nay đó, thì thưa quý vị, mỗi một giai đoạn, mỗi một cái thập niên, mỗi một thế hệ đó, cái cuộc sống nó đều có những điều hết sức là khác, các cái đổi mà chúng ta không tưởng tượng. Lấy một cái ví dụ là lấy một ví dụ là chúng ta đang sống ở trong thời đại tin học. Mình sử dụng Internet, mình đang học với nhau bằng PowerTalk, quý vị thấy không? Và nếu mà
cái câu chuyện mà chúng ta đang cùng học, đang cùng nói chuyện, cùng nghe ở trong lớp học podcast này, mà kể cho một người cách đây 100 năm họ không hiểu ra, không tưởng tượng ra được. Và nếu lúc nào đó mà cái nền văn minh hiện tại của nhân loại có phần thay đổi đó, thì chúng ta cũng không biết, không mà không thể hiểu được khi nghe nói về lại. Thưa quý vị, có một lần mà chúng tôi xem một cuốn phim tài liệu nói về loài nai. Loài nai là một cái loài vật mà nó hay thích sống giữa cái biên giới của rừng và của làng mạc á. Dạ, nó đi ra bên giữa rừng làng mạc á. Thì chúng tôi phải nói rằng khi nào mà chúng ta xem cái phim tài liệu đó rồi thì chúng ta mới cảm thấy rất là thấm, rất là thích cái bài kinh Bảy Mồi ở trong Trung Bộ. Đức Phật nói về cách suy tư của những loài nai. Đó là một thí dụ thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị nghe Thiền Tổ Pháp Đăng kể những câu chuyện bổng sanh, hay là đọc những câu chuyện này chuyện kia, chúng ta nghe về một thế giới dường như là đầy dẫy những lạ lẫm, dường như là cổ tích, như là thần thoại. Nhưng mà kỳ thật nó chỉ là một sự mô tả bằng một cái ngôn ngữ về một thời nào đó cho một cái thời khác. Nó khó lắm thưa quý vị, rất khó. Chúng tôi thưa quý vị rằng nếu cách đây khoảng 50 năm, hay là cách đây lúc chúng tôi mới qua Mỹ mà mô tả cuộc sống ngày hôm nay mà với cái điện thoại thông minh, với cái internet, với podcast vân vân, thì chúng tôi cũng không hiểu và cũng không có đủ ngôn ngữ. Thật ra chúng ta nên biết được một điều là tự thân của Đức Phật và chư vị thánh đệ tử đó là những vị có túc mạng minh. Các vị nhớ, các vị biết về nhiều kiếp khác nhau. Và lúc đó con người sống trong nhiều nền văn hóa, nhiều nền văn minh, nhiều cái trình độ về khoa học kỹ thuật khác nhau. Thì đôi khi có những điều mà không đơn giản để nói, để giới thiệu hôm nay. Và phải giới thiệu với một cái ngôn ngữ rất là bình thường. Chúng tôi nhớ là ở trong kinh đó, có nói về vua Chuyển Luân Vương. Và điều này thì chúng tôi chỉ suy nghĩ thôi, chứ chúng tôi không có dám khẳng định thưa quý vị nhé. Là nói rằng vua Chuyển Luân Vương á, tại vì vua Chuyển Luân Vương có một cái có một điểm đặc biệt hơn người khác, là vua Chuyển Luân Vương có bảy báo. Ở trong bảy báo thì có cái Sa Luân báo, và cái Sa Luân báo này giúp cho nhà vua di chuyển rất là xa, buổi sáng từ bữa này buổi chiều đến bờ biển bên kia. Thì cái Sa Luân báo là gì? Sa Luân báo đó dịch từ tiếng chắc cá, hay từ tiếng sao rất là chắc cá. Và chỉ chắc cá đó, nó cứ là bánh xe. Nhưng mà chắc cá còn có nghĩa là bộ máy đấy, thưa quý vị nha. Như động cơ của mình chắc cá, mà bộ máy của mình chắc cá, máy móc của mình chắc cá. Thì nói rằng một cái chắc cá có thể phi hành trên hư không á. Thì thú thật chỉ quý vị bây giờ chúng tôi đọc á, chúng tôi nghĩ rằng nó là loại máy bay thôi. Chứ không thể nào mình ngồi trên cái bánh xe mà nó bay được. Chứ từng nghĩ bánh xe, nhưng mà nó là một loại máy bay. Nhưng loại máy bay kiểu gì thì chúng ta chưa biết. Tại vì mỗi thời có mỗi trình độ khác nhau. Cái này của bộ rất là khó, tùy theo cách dịch, rồi cách nói của mình, rồi cách hiểu của mình. Và tất nhiên, chờ chút xíu. Rồi thứ gì cũng như là hôm nay chúng tôi nói đến là có những cái từ như là ở trong kinh nói 84.000, thì người Việt Nam mình cũng nghĩ ai cũng hiểu là 84.000 tức là 84.000, nhưng mà kỳ thật là ở trong kinh điển thì chỉ 84.000 thì chỉ cho có rất nhiều. Yeah, hay là vô số, mình nói vô số, có rất nhiều vô số. Và con số 500 không phải là 500 cái chính xác, mà là có hàng trăm, và có hàng trăm chiếc xe, hàng trăm vị tỳ kheo, để trong kinh dùng về chữ 500. Và như hôm nay đó, thì chúng ta lại có một cái thành ngữ người Ấn Độ hay xài là 72. Và con số này nó cũng trùng với trong Tây Du Ký, là quý vị nghe Tề Thiên có 72 pháp quyền pháp thuật, hay là 72 quyền công, thiên biến vạn hóa đó. Thì ở trong cái ngôn ngữ Ấn Độ, con số 72 là một thành ngữ chỉ cho là
cái nào cũng có đồ chơi hết. Dạ, cái nào có đồ chơi hết, cái nào cũng có cách ứng xử, cách nào cũng có cách, cách nào cũng biện pháp. Không biết là quý vị có bao giờ nghe người ta nói câu, nhưng mà chúng tôi ở gần ông ngoại hồi nhỏ đó, người ta hay nói là thập bát băng võ nghệ. Dạ, thập bát băng võ nghệ. Thập bát băng võ nghệ tức là nói 18 thứ binh khí. Nhưng mà nói một người mà có thập bát băng võ nghệ đó, tức là người ta đánh gậy thì mình có thể, mình cũng sẽ gậy được, ta đánh kiếm mình sẽ kiếm được, họ đánh bằng cái thương mình cũng sẽ cái thương được. Thì khi mà mình nói thập bát băng võ nghệ đó, không có nghĩa là một người có thể đánh được cả 10 thứ binh khí, mà nói là người ta xài món gì thì mình cũng xài món đó được và có thể ứng phó được. Thì cái 72 cái công đức ở đây nó cũng là một cái cách nói, một cái thành ngữ cũng lạ lẫm với chúng ta, mà ở trong sứ giải hoàn toàn không đề cập đến, tại vì các vị làm sứ giải là các vị học Phạn ngữ, và đây là một thành ngữ thôi. Thành ngữ đơn thuần chỉ là người ta có cái gì thì mình xài cái đó. Và đặc biệt trong sứ giải không nói đến 72 pháp này, 72 cái phước hạnh là gì. Thì theo chuẩn chúng tôi đoán á, thì cái này đó được nói đến trong cái phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa. Ví dụ như người ta cần dân kính cung thỉnh nhà hòa thượng Nhất Đẳng cầm mic trở lại ạ. Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Xin lỗi quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói đi không phải. Yeah. Có những ngày không như mỗi ngày, và chúng ta làm việc ở trong phao thoát á, thì một ở trong những cái pháp mà chúng ta tu được là hạnh kiên nhẫn. Dạ, chúng ta kiên nhẫn để nghe pháp, kiên nhẫn để trao đổi, kiên nhẫn với những cái sự gián đoạn. Dạ, sự kiên nhẫn sẽ cho chúng ta những phước thưởng rất lớn. Hôm nay là một ngày mà thứ vị, đôi khi chúng ta gặp nhiều trục trặc như vậy. Hồi nãy thì Thượng Thọ đang gặp nhiều trục trặc và chúng tôi cũng bị nhiều trục trặc. Thế thì chúng ta nói như vậy là Đức Phật Ngài đã độ Phạm Thiên Bát Cá theo như trong cái nội dung bài kinh này, thì Phạm Thiên đã bị bao phủ bởi cái ảo tưởng về thời gian. Và Đức Phật Ngài đã chỉ với Phạm Thiên thấy rằng theo dòng sanh tử đó, từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp, Phạm Thiên đã trải qua nhiều cái hiện tượng sanh diệt mà chính mình không nhận ra. Và khi Phật nhắc lại thì Phạm Thiên nhớ và hiểu được. Mong rằng mỗi mỗi chúng ta sống trong cuộc đời này, cho dù chúng ta là ai, học pháp môn nào, đừng bao giờ quên đi sự vô thường, sanh diệt, cái gì có sanh và có diệt. Và tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả pháp gì đều sanh diệt. Nhớ như vậy thì chúng ta nắm được cái cốt tủy của Phật Pháp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thứ vị, chúng ta sẽ có lớp thắng pháp phổ thông và bị giảng sư là chúng tôi. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt Phật tử.
chúc tất cả. Ôm xin lỗi quý vị, ngày mai chúng ta trả lời kinh pháp cú. Xin lỗi quý vị nhé, chúng ta đã hết tuần lễ quán chuyển rồi. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp Pali pháp cú và vị giảng sư là hòa thượng Thời Siêu. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, một cái thời gian. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp, cùng đại chúng đồng luận thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng đã từ bi biên soạn, cũng như kết thúc buổi học ngày hôm nay để chúng con học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con kính tri ân sư, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cân đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp, kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện.